Ly hôn, chồng cũ đòi 50 triệu tiền sính lễ, câu tuyên bố chất của bố khiến anh ta tái mặt. Trước mặt bố mẹ tôi, chồng cũ của tôi thẳng thừng yêu cầu trả lại 50 triệu tiền sính lễ. Anh ta tuyên bố rằng bây giờ đã không còn là vợ anh nữa, không có lý do gì để giữ lại số tiền đó. Cuộc hôn nhân của chúng tôi tan vỡ sau 3 năm chung sống. Khi ký đơn ly hôn, tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm và giải thoát, không hề có chút tiếc nuối. Chúng tôi đến với nhau vì tình yêu, nhưng khi sống chung một nhà, mâu thuẫn ngày càng lớn dần khiến cả hai không thể hiểu nhau. Chồng tôi không chỉ keo kiệt với tôi từng đồng, mà còn luôn soi mói để ý xem tôi có lén lút lấy tiền gửi về cho nhà ngoại không. Mỗi tháng, anh chỉ đưa 3 triệu, chỉ đủ lo cho con, không dư ra đồng nào. Anh buồn gì với vợ con, nhưng lại hào phóng với gia đình bình nội, bạn bè. Anh giấu tôi trả nợ 20 triệu cho em trai và tuần nào cũng mời bạn bè đi ăn nhậu với hóa đơn không dưới 1 triệu đồng. Khi tôi yêu cầu thêm tiền sinh hoạt, anh mắng tôi tiêu hoang. Ngày xưa khi yêu, anh không hề như vậy. Nếu chỉ có vấn đề về chi tiêu, tôi có thể nhẫn nhịn, nhưng anh còn lén lút qua lại với đồng nghiệp. Khi tôi bắt quả tang, anh còn chối rằng họ chỉ đóng cửa phòng để tâm sự kín đáo. Không chịu nổi, tôi quyết định viết đơn ly hôn, anh cũng ký mà không do dự. Tưởng rằng mọi chuyện đã xong xuôi, nhưng ngay hôm sau phiên tòa, chồng cũng đến nhà bố mẹ tôi để đòi lại 50 triệu tiền sính lễ. Trước mặt bố mẹ tôi, anh ta lẳng lặng đòi lại số tiền đó. Tôi tức giận, mặt nóng bừng, nhưng chưa kịp nói thì bố tôi đã chỉ thẳng vào mặt anh ta và nói: "Tôi còn chưa đòi tiền công con gái khổ sở làm vợ anh mấy năm qua. Anh có tư cách gì đòi ngược lại? 3 năm qua anh đã lo được gì cho con tôi mà giờ còn đến đây đòi tiền?" Chồng cũ tái mặt, ấp úng không nói nên lời. Tôi nhân cơ hội đó đuổi anh ta ra khỏi nhà. Đúng là tôi nên cảm thấy may mắn khi thoát khỏi người chồng như vậy. Nếu cố chịu đựng thêm, không biết cuộc sống của tôi sẽ ra sao.